phlư lik lik ai nha a khmeing mần toan chu palay pi khbal ai vi phlư chăng a phlư ban ban sok ai vi chăng nưng a chênh mọ phlư chăng ot đâng khọ đâng trâu tê ai nưng tae sko sot ai khmeing a ni thum lang đâng puk a luy choy mrai a ai mbach kaot nưng khong sok khmae tê a ai kaot toan anh dây ê a khbal mần toan đọ chu palay pi khbal a khmeing lik lik phlư phlư ai nha anh phép anh tha lai a nhọt tuk mục wa ai tê a na krao ta chênh mọ chlươi hãy muốn đăng đăng thay anh chui con cái máy khai xưa của bọn anh là nguyễn đọc cho em thôi rồi à tận nào anh mà hai slow mà hai slow lên chỉ muốn mà được slow lên vậy là tại là tranh mà phơi đôi à không phơi lịch lịch ấy nhé anh về bài nhé bài chỉ câu anh với nhảy mua con ngót đang không hứng không anh bị phơi chứ nghe ba là bây giờ lia lốt nữa nghe hãy nhắc cho em miên khô bị cha rồi nè miền khmer phơi đôi ấy chứ nghe sừng cung chiết on miền phía bắc chậm rãi anh về vậy bà câu nói với nhau mua con ngót tam cái nông ngưỡng á bà tranh ma chợ đất phơi đôi ấy nhìn on lui mà cái nơi nó phơi đứa gái ban châu ủy này sao hãy cất tay anh áp chui cái lá co hãy miền mưa bốn lại anh việc phơi út đôi ạc lắc từ hot lui tít thót nãy anh mình trăng gì từ lấp khói đi hụt thót anh thót à anh thót hot lui thót ai mà cái nơi đó anh à hụt anh pho trà cháo anh mình vô mà với anh thơm muôn phu ải cao tăng tiết tăng pì chăn pì pon đập pì pon đập muối nó để anh chui cái lá co đó đại miền khmer à nè miên ốc nhà mà hà sợ thầy nè toàn chui cái lá co đó hay anh giấy tăng bị tròn nắng anh thả cái lá co côn khăm ái bảo miên nè miên nè miên ốc nhà nè để sờ lanh bật và cót cái châu rùm sập sai châu rùm thưa vía viên đang là bay viên đang là tay ca đang bị khmer nè giờ chặt tóc đã tâm mà lời ta bị tam khi đi bởi phơi ấy mà xuôi anh với cầm lót anh giấy tăng bị đập cho nam chiêng bốn này mình toàn cao phong anh cứ bông ta phải vô là khmer phơi đôi anh nhỉ anh ấy bay chạy cái đách côn khmer hay là kickboxing ở lại ấy trong do kickboxing ấy do kickboxing tư ấy và cái kickboxing mèo ấy và cái club kickboxing ấy chơi sập khmer mà hay ai qua kickboxing đang bị vay chỉ muốn được kickboxing mà hay à côn khmer đang bị vay chỉ muốn côn khmer mà hay bà côn khmer nè vì cái ta kickboxing miền tây xa vì chụp hạt côn khmer vì ta hạt kickboxing ở vì ta hạt ta phụ viên miền sài lan côn khmer thế vì sài lan lôi hay vô lấy vì thua tam bại bắt sừng côn vì thua tam tây xa ba mà đưa kia sài lan nhà vay đây chỉ được bao cái sờ lanh cây mà đọt đồn ta cái đừng prăng để xa cái đừng prăng ạ thì vót cây để xa hết cái ạ thì vót cây để xa chắc cây phải đọt thay mày men đôi tập ple tập ple đôi anh chân mà ple không may ập cao ập rung đôi anh chân tay à lịch lịch anh ple khăng này anh bè bè hơi anh trai giờ đắt này anh cứ phong đập vô là không may ple anh ở school anh cứ phong đập vô không may à ple anh chắc này anh ơi phải tha ơi ai quậy nó nghiện chết cất anh ai khơi muốt cái giấy cao cao cái ai khơi những cái tha cái sờ lạnh côn khăm ai kịp sập sai côn khăm ai tay mưa rút hiếp này cao sập sai côn khăm ai ai tập tại tập mưa cao vay kẹo cái tiếc kịp chun tập vay phiền chớn say kĩ vay kích bọc xí ngày vô lấy chân mà ra hòa ngay nè bao việc thôi là vay côn khăm ai việc khó lấy bữa anh ông miền tìm xa vay côn khăm ai anh mình khó là phụ anh chia nè ạ thì đẹp một đoạn đồn tài anh cứ côn khăm ai mình men kích bọc xinh tì hay bữa anh phơ anh phơ tranh mau anh chăng à anh dính anh có bông dính bẻ bảy nữa à không anh phơ anh trong bẻ bảy thế hoa ngay nữa anh mưa kia này thưa con khmer anh đã xa kia này thưa con khmer lò ha tay anh trong dễ hướng à kickboxing để bị ly lom cho mùi con khmer này à phơ anh mới ăn vô rồi anh mới sắp anh dính bị đau mà anh có bông ta trong phải vô là không anh là ngôn ấy à vô nè anh phải thật muốt kia có bông đập sắp sai con khmer rút hiếp con khmer bọn tay hãy miễn khơi cái thứ ấy khăn ông nâng ấy cứ cái gió kích bọc xinh mà quay nữa sổng viên con khmer chắc bởi ấy phơ chắc ngày cô mình mơ hãy bà cá sổng viên kích bọc xinh máu hãy hỏi sponsor mà thơ máu hãy ba club kích bọc xinh ở chỗ máu do à kích mà quay mua kích máu hãy bước khăn ngày sở lãnh kích bọc xinh tìm xa kích bọc xinh kè sở lãnh nà nâng tìm xa kia thật tôi có rồi chắc ngày bà cá kích ở chỗ máu hãy bố à con khmer à ớt bà giáo anh dưới tầm mốt ra sở lãnh con khmer đi hãy nuông khuyên bà chốt bà ớt bố anh mới thơ là mấy con khmer nữa hãy thơ là mấy tiếp xa nè hãy thơ là mấy bảo giáo nè hãy thơ vay con khmer ở tiếp xa kê ở tù school chắc ngày thơ ta xâm rõ tam thơ ta vay kickboxing à nâng mau bị bố anh phơ ở xâm mát tập hiếp hãy thơ luôn ai mình ai răng mồm bà ấy khăn ngày miên xâm mát tập hiếp hãy thơ đăng ở school kê thơ thơ ở kia school ta anh chia nó nè hãy vô lấy đồ anh thơ ở ngay anh ban đã trang tệ tăng vì chân em bị bọn bị anh bảo lòng đi chơi cho anh ta nâng thua ở cái score anh mà sọc khmer thằng anh chín ở này à hero mau bị này chúng mua hero cứ anh đặt luôn này nickname vì bảo phơi đôi ấy chẳng ban vì ở từ một toàn kia nữa nghe vì ở từ một toàn kia tê và tê dương này tập bắn năng ao tập miên à mà nước mẹ ao nè vì ở ba bảy đông ở tập lý vì ở sắc xa riêng sâu
វាចាំតែអាចិយធ្លាក់ទឹកហើយអើហើយអើពោះអស់នេះអត់ប្រយោជន៍ហើយត្រូវដឹងមនុស្សមួយដែលអាចខ្លាំងទៅបានគឺគេមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គេគេមានមនសិការគេមានការតាំងចិត្តគេមានឆន្ទៈរបស់គេគេត្រូវធ្វើអីបើអញស្រឡាញ់គុណខ្មែរហើយគេមានមួយថៃហើយចោលគេថាយើងច្រឡងរបស់គេច្រឡងរបស់យើងចេះយើងទៅផ្សព្វផ្សាយគេល្បីមកពីគេឆ្លាតគេចេះបំបែកគេចេះផ្សព្វផ្សាយគេមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្លួនគេឲ្យគេល្បីហើយបើល្ងងដល់ឯងចឹងហ្នឹងមើលកែមានមើលមាត់គេផ្សាយមាត់គេផ្សាយអីគេណាគេផ្សាយគុណខ្មែរប៉ុន្តែឃើញការប្រកួតហើយឮគេនិយាយខ្លះហ៎ហើយមានឮពាក្យគេនិយាយគេថាដោយសារតែគុណខ្មែរយើងអត់ណាស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ដោយសារឯងមិនប្រឹងធ្វើឲ្យគេស្គាល់ហើយវាអត់សមត្ថភាពធ្វើឲ្យគេស្គាល់ហើយធ្វើឲ្យខ្លាំងណាស់ណាមិនចង់ស្គាល់ហើយធ្វើឲ្យខ្លាំងអាណាមិនចង់ស្គាល់មនុស្សដែលល្បីអ្នកណាក៏គេចង់ជួបដែរណាស់តែមនុស្សភ្លើលប់លប់អត់ណាស្គាល់ណាស់ណាដែលសុំជួបគេមិនឲ្យជួបហ៎ឯងអត់មានសមត្ថភាពផងឯងអត់មានអីផងឯងទៅសុំជួបគេអ្នកមានអុកញ៉ាឯកឧត្តមមហាសេដ្ឋីឲ្យជួបគេដើម្បីអីអត់មានប្រយោជន៍អត់មានផលជជែកការងារឯងមានភាពរីកចម្រើនដល់គេផងហ្នឹងណាសុំទោសបងប្អូនខ្ញុំជាមួយអាក្មេងភ្លឺអត់តណើបតណើបកលោកលោអត់គ្រប់នេះខ្ញុំអត់អាចប្រើភាសាគុណធម៌ជាមួយនឹងភាសាគុណធម៌ប្រើជាមួយមនុស្សដែលមានគុណធម៌ប្រើជាមួយមនុស្សដែលមានចំណេះចម្រៀងមានវិជ្ជាជីវៈមានសិលធម៌តែបើប្រើគុណធម៌ទៅលើអាមនុស្សអត់មានចំណេះចំណាញអត់មានវិជ្ជាជីវៈល្ងង់ខ្លៅភ្លឺនេះมันអាចយកគុណធម៌ទៅប្រើបានទេ